Hôm nay chiều thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2023, ở phía sau của núi Thiên Long Sơn, rồi mấy thầy trò ở đây. Thường thường chiều thứ sáu cái mình nướng bắp, bữa nay có trăng, bắp uống nước trà cũng làm cái clip này luôn. Quay cái bộ này gỗ đá, này kêu là gì? Marble. Nhưng mà nãy kêu là gì? Phản hả? Bộ ngựa, bộ phản, li văn. Li văn phải không? Có cái li văn. Li văn là tiếng Pháp. Li văn phải không? À, bộ li văn. Li văn này sẽ nằm ở lại núi Thiên Long Sơn, ít nhất cũng vài nghìn năm á. Nó bằng đá mà, nó đâu có bị gì đâu. À, bây giờ có ngồi ở đây nữa, cho điển vô li quăng này nữa. Nên nay lên đây ngồi thiền mau, mau mở nhãn thông. Hồi xưa Đức Thầy có cái bài, mấy cái bài sấm cơ, sáu quyển đó. Cái đầu tiên là mèo kêu bá tánh lao sao phải không? Mà cái đó là trong hồi xưa mấy người ta giải năm nào, năm mèo là năm nào? Mèo này hay mèo nào? Không ra. Không ra phải không? Thì nó là mâm mèo này á. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Có nghĩa là bây giờ là con mèo á là nó quá trời lao sao rồi á, cả thế giới lao sao. Từ lúc Putin tấn công Ukraine là quá lao sao luôn. Một cái nước hùng mạnh như Nga có mỏ kim cương, bữa nay là G7 đang họp ở bên Nhật á, ở Hiroshima, là cấm vận không cho bán kim cương nữa, để mày không có tiền để mà đánh lộn. Mà bữa hôm cấm bán vàng rồi phải không, bây giờ cấm bán kim cương, rồi cấm bán luôn dầu hỏa nữa, rồi cấm mấy con chip, rồi để cho nó đừng có chế drone, chế máy bay rồi nữa. Thật sự ở trên rất là ân sủng nước Nga, vừa lớn mà vừa đầy đủ hết tài nguyên, vừa có vàng, vừa có kim cương, vừa có dầu hỏa, vừa một cái dải đất quá trời lớn luôn, rộng thênh thang, về chế vũ khí bán nữa. Vậy mà hôm nay mai mốt sẽ thành liệt quốc, bại quốc, vong quốc luôn. Chứ nói nó mà bấm mà bom nguyên tử là thành vong quốc, đánh một cái thằng nhỏ xíu như con chuột vậy mà đánh hoài đánh không thắng. Thế hồi đã thắng thì sao thắng nổi? Ở trên không có cho thắng, tức là không bao giờ thắng. Đó là để làm chi? Một mình cái vụ xuống trần lạ hơn 8 tỷ người thì họ không tin. Nhưng mà họ nhìn theo mặt khoa học á, tại vì cái giới, cái gọi là giới khoa học á, là những cái gì vô vi á thì họ không tin. Còn cái gì mà thấy được á, vô phòng thí nghiệm rồi thì họ tin. Thì lần này tất cả nhân loại sẽ học một cái bài học. Họ sẽ ngồi họ nghiên cứu, tại sao kỳ vậy ta, tại sao nước Nga đang giàu mạnh mà lại thua, rồi lại để cho sau này chúng ta đừng có ỷ vào quyền lực hay là vũ khí mà ăn hiếp lẫn nhau, mà mình phải lấy cái lòng quảng đại để mà đối xử với nhau công bằng. Nước nào á, người ta cũng có cái hay của nước đó, mình không có nên xâm chiếm và mình không có nên bắt người ta phải theo ý của mình. Nước Việt thì để nước Việt, nước Việt ăn nước mắm thì để ăn nước mắm, nước Tàu ăn nước tương thì ăn nước tương. Tự nhiên muốn mình bỏ nước mắm ăn nước tương cũng không được. Còn nước Ukraine thì cứ Ukraine, tự nhiên Nga đòi đi chiếm người ta, bây giờ mất cả chài lẫn chì. Đó là bài học sau này lưu truyền cả mấy nghìn năm sau. Là gì? Kênh Ngôn Tấn Kỳ Official chỉ nói lên tiếng nói là chuyện lạ,
tiên tri của thời đại, thì không phải là thầy pháp, thầy tăng để nói lại cho nhiều người mới mới biết, thầy giáo cũng phải là thầy gì hết, chỉ là người truyền tin. Đến ngày hôm nay những truyền tin cho Thượng Đế, một cái đạo mới ra đời, cái đạo Thiên Tâm. Thiên là trời, tâm là Phật. Thì nhân loại á, và cả mấy thầy á, cứ xuyên tạc, cứ nói với Phật tử là mẫu là tiên thấp hơn Phật, mình tu Phật tại sao mình đi theo tiên thấp. Cái đó là nói ngược. Thượng Đế với Phật mẫu là cha mẹ của tất cả nhân loại, tất cả các vị Phật đều là con của Thượng Đế. Ai cũng phải mang thân người, Phật Thích Ca mang thân người mới thành Phật, là đã là mang xác phàm, đó là con Thượng Đế, có thần hồn, có tánh linh và có chân thần là của mẹ, tánh khôn là của cha. Phật thì xưa đi bảy bước, thiên thượng là cha ta một cái bông sen, thiên hạ là chúng mình nữa một thiên cái bông sen, duy ngã độc tôn, tức là trên đời này chỉ có một đạo, đó là đạo tốt, làm người tốt, có cha ta là thiên thượng. Phật Thích Ca có nói mà mấy ông không có dịch đúng. Hôm nay chuyện này lạ, Thiên Thắng Kiệt xuống trần lạ, người truyền tin nói lên mấy cái những cái mà sự thật để mà cứu tất cả con của Thượng Đế đi về trời, trong đó có cả trăm triệu dân người Việt. Bạn nghe đang nói tiếng Việt đi, thế giới sau này dịch tiếng Mỹ chuyện với thế giới, trong đó có đóng Phật tử cà gù cà gạch, có bi mà không có trí, không có dũng. Thì hôm nay cơ trời đã đến, bởi vì Đức Thầy á, là cũng là một vị Phật mà cũng bị mấy ông thầy Việt Nam xuyên tạc quá trời. Hú hồ chi thằng đệ tử nhí này vùi dập theo tư, cũng như là Thiết Kiều, mình Thiết Kiệt luôn. Mèo kêu bá tánh lao sao, năm nay năm mèo quá lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Có nghĩa là năm tới là năm dụ dần mèo, năm tới là năm 2024 là rồng. Bây giờ á, mà nội mà nó tập vợt không gần mấy năm nay, gọi là tập tập trận thôi đó, là tốn mít như tỷ tỷ tiền xăng tiền dầu, bô rảnh quá, đánh lại đại cho rồi, sớm muộn cũng đánh. Cho nên cái câu này á, theo á, góc cạnh của mình nha, là đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, đâu có cần tới cần năm tới. Hiện giờ bên Ukraine á, là nghe quân Nga chết gần mấy trăm, 200-300 nghìn người rồi, là chỉnh quá trời chỉnh rồi đó. Vậy mà cũng không tin cơ trời nữa. Con ngựa lại đá con dê, cái đó là kế tiếp. Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, hiện giờ là cả thế giới không có ai mà an giấc ngủ ngon yên lòng hết trơn. Nó khác hơn những năm 10 năm về trước, trước khi Covid xảy ra. Bây giờ chỉ có cầm cuốn kinh Liên Tâm, ngồi thiền đọc kinh thì mới thoát được cái nạn này. Ngoài ra hai cái đó khó mà cứu nổi lắm. Việt Nam bây giờ không có công ăn việc làm, không có tiền, bán vé số rồi cũng không ai mua, lụm ve chai thì cũng đâu có ai ăn xài đâu, mà có ve chai có lon mũ đâu lụm. Cũng không có xả rác nữa, cho nên mọi thứ đều từ từ eo hẹp lại, giống như bốn cái núi mỗi ngày nó xích gần lại đó. Rồi Việt Nam sẽ có một cái trận đói. Mình nói là Việt Nam sẽ có trận đói, nhưng mà ở đây có ba cái nhang khắc mỗi ngày, rồi hy vọng ở trên giảm cái nghiệp. Chứ cái miệng của mình xưa giờ nói bậy chút bạ không, tiền thành tiền giấy, giờ thành tiền giấy thiệt. Vô nhà bắn đâu có tiền, đưa tờ giấy về, đây là cổ phiếu. Rồi bao nhiêu chuyện mình nói đó là để cho mọi người tỉnh giấc, biết có chuyện lạ. Khi chúng ta thấy có chuyện lạ, có người truyền tin lạ, thấy một cái nước khổng lồ nghe đang giàu có hùng mạnh mà trở thành một bại quốc, đó cũng là một chuyện lạ. Rồi thấy một cái nước Mỹ
chưa bao giờ là có cái chuyện bất công, nghĩa là Mỹ nó có một rừng luật nhưng mà đảng Dân Chủ này nó xài lực rừng. Tức cười, ông Trump có con ghệ 30-40 năm trước thì cũng lôi đầu ra thưa ổng. Ở Mỹ là nhiều cái ngộ. Còn Việt Nam mấy ông bộ chính trị với châu ở ghệ hà rầm, mỗi ngày lận cô ca sĩ, mỗi ngày cô cẳng cao, sao ông giỏi thưa mấy ổng đi. Quá trời luôn á không. À nó lạ. Còn Biden thì chưa từng, nước Mỹ chưa bao giờ bắt nợ khủng khiếp như trong lúc này. Mốt kiệt phải đóng thuế tiếp cho ổng. Kỷ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gãy, máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt rưng rưng, điên. Làm hung việc đời nó chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng cái hay. Bây giờ mắt dịch tà tay nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết chi mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Đó là bài sắm của một vị Phật rồi mang sắc phàm. Cậu mấy? Cái đó cậu Tư à? Cậu Tư, mang giáo phạm cậu Tư lập đạo hòa hảo hôm nay cho mình cái bài sắm đó. Thì năm con mèo, máu đào chỉnh ghê quá thì chỉnh luôn. Đó là trước khi năm 2018, trước khi có Covid. Thiên Tấn Kiệt ngồi trong đó nói vu vơ mấy câu, dám bảo đảm ai mua đồ ăn mà không xài lên đây, lên núi Thiên Long Sơn được trả tiền lệ hết. Thì từ thời đó cho tới hôm nay 6-7 năm liên tục, từ tóc đen thành tóc bạc. Già đúng không? Mặt hồi xưa cũng không có nhăn nhiều như vậy nữa. Nổi biết nhiều thiên cơ quá, lo rầu ghiếp với thương nước Việt quá, khấn tối ngày. Ngày đi mà thức dậy là cứ đè, cứ vô phòng ngồi thiền đốt nhang khấn tối ngày, riết mau già. Lo nhiều, biết nhiều, lo nhiều. Giỡn chứ. Tại vì ở nhà thiếu phụ là người năng động phải không? Mà trốn Covid năm 2019 là 2 năm liên tục nằm nhà không ở Bắc do. Nhưng tới tuổi nó cũng vậy. Thì từ đó cha mẹ cho ra cái đạo xuống cứu thế gian để cho kịp lúc, đó là chiếc thuyền Bát Nhã. Nếu kịp không xuất hiện, đạo Thiên Tâm không xuất hiện, bao nhiêu sấm cơ, bao nhiêu lời tiên tri đồ này kia, nó sẽ thành tiểu thuyết sao quý vị. Cho nên tiên tri vẫn là đúng. Thì từ đó đạo Thiên Tâm ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, là chiếc thuyền Bát Nhã cuối cùng. Các chư vị dạy là con phải khuyên bảo mọi người thay đổi cách sống, ăn hiền ở lành để mà kịp dự hội anh tài, tức là sau này không còn cái thể chế hiện giờ, tất cả cái ác sẽ đi nha, những ma quỷ rồi, những cái mà hung dữ sẽ tiêu hết, chỉ có cái thiện thôi thì sẽ có hội anh tài. Thì lúc đó tất cả mọi chuyện nó sẽ công bằng trở lại. Thì 6 triệu chim hiền của người Việt hải ngoại nó đi về Việt Nam. Việt Nam để mà dự, mình nói dự thi, nhưng mà thật sự thời nay sao dự thi, theo mình đoán là giống như ứng cử. Ok, tôi muốn giữ chức của làm này làm kia, ai có ngành nghề gì á, thì theo cái tài năng của mỗi người đó, học vấn của hải ngoại sẽ mang về để mà xây dựng lại một nước Việt.
hùng cường và mạnh trong tương lai. Đó là tại sao Thiên Tấn Kiệt này không đầu thai những quốc gia khác mà lại đầu thai vô nước Việt, để cho chính người nói cùng tiếng nói của mình nặng nhẹ đủ điều. Nếu mà hôm nay cái clip này là coi như là 4-5 năm liên tục nói những chuyện người đời ít biết mà nói đâu chúng đó, thì ở ngoài kia hôm nay nghe được cái clip này số mấy đang biết ta, 230 ha. Thì đọc cái này nè nha, bài sám hối tu nhất kiếp ngộ nhất thời, con tên Nguyễn Cứng Đầu, hôm nay con sẽ đổi tên là Thiên Thuận Thiên. Mình đang nói với mấy đại ca đảng đâu phải không, con đổi là Thiên Thuận Thiên, bữa giờ con nghịch thiên, bây giờ là đổi là Thiên Thuận Thiên. Hôm nay con thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 vạn ức thiên căn từ thượng đế xuống hồng trần, cõi ta bà này đầy ô trượt. Xưa nay con vì tham dục vọng danh lợi tiền tài ái ố hỷ nộ gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Bây giờ con chính thành tâm sám hối nhờ ơn trên cha thượng đế, mẹ Phật mẫu, Hồng Ân Hải Hà tha thứ lỗi lầm xưa cho con, làm lại cuộc đời nguyện sẽ không bao giờ tái phạm. Từ nay con nguyện ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức để được về cùng bên cha mẹ nơi cõi thiên đàng vĩnh cửu. Như hai thì hôm nay sẽ được cứu, và chẳng những mình được cứu mà dòng họ anh em nữa hạnh phúc nữa, còn hơn là sẽ bị đọ. Khi một quốc gia thay đổi, chúng ta không có hận thù nhau cộng sản quốc gia nữa, mà về trên dạy sau này người lãnh đạo mới sẽ lấy ân báo oán, và đồng thời tất cả những cái ma mị giống như ca sĩ vận động cái quỷ dởm nghe, lạm dụng tiền bạc rồi cứ nói mình là người tốt rồi này nọ, còn người tốt á khởi đầu á làm từ thiện thì bị nhốt vô tù, còn những cái người mà bây giờ á tất cả cái đó, một cái xã hội từ trên xuống dưới, từ thấp lên cao, không có cái gì gọi là thật hết, nó quá ê chề. Hôm nay một vị Phật sắp sửa sẽ xuất hiện, đó là Đức Phật Thầy Tây An, Đức Quỳnh Phổ Sổ sẽ xuất hiện trên nước Việt Nam rất là nhiệm mộc. Quý vị sẽ chờ xem việc này nó sẽ trúng. Đây, Đức Thầy hứa với Kiệt rồi, ta sẽ gặp con trên đất mẹ. Thầy nói vậy mà, chứ còn nữa. Chứ thầy nói không lẽ thầy đi nó gạt đệ tử này làm gì? Thầy hứa với sư phụ gì đó, ta sẽ gặp con trên đất mẹ mà. Thì thầy trò sẽ gặp nhau, cái đó là nguyên nhân của thầy nói. Có sấm cơ này nghe, có kiệt này lạ lạ nghe, xuất hiện nghe, có cái đạo mới nó chung dung, nó không có khó như đạo Phật, mà nó cũng không có phải như bên Công giáo, Hồi giáo là họ không tin là có linh hồn, có nghiệp quả. Thì hôm nay cái đạo Thiên Tâm ra ngay khúc giữa để mà hợp với lòng trời, hợp với lòng người, dễ tu tập, cứ rất là bình thường, không có quá gọi là cầu kỳ, đơn giản nhưng mà không có đơn giản. Ai giữ đúng 12 giới luật sẽ được về trời, đó là đạo Thiên Tâm hôm nay. Thì đạo Thiên Tâm trên trời đã có rất là nhiều năm. Đi xuống trái đất này á, nó mình là mới, nhưng thật sự á, là Kiệt là số 2. Tối không ạ? Tối quá hả? Được sư phụ, được.
quay bên kia tối không? Dạ được sư phụ, tại con quay ngược. Ôi, thấy nãy tối thui á. Thôi hôm nay cho nắng mình ngồi. Những cái mà người phàm không thấy, không biết thì không hẳn là không có. Rồi mình không có cái, mình không có đủ cái lực để tu tập thì mình cho đó là mê tín này nọ. Thật sự là khi vào cái thời đại này con người quá văn minh và cộng lợi với ma dương, nó xuống mặc áo vàng làm hư nát cái đạo Phật, hư làm cho đạo Phật bị suy đồi. Thiên tâm ra đời để làm cho cái đạo Phật thịnh trở lại. Cái này vừa đọc luôn. Cái thấy của phàm là nhục nhãn. Nhục nhãn thì sao thấy được những cái siêu nhiên, phải không? Cái thấy của thần là thần nhãn. Cái thấy của thánh tiên là huệ nhãn. Huệ nhãn là mình mới ngồi thiền á, mình mới thấy được những cái thần tiên thấy. Cho nên sư phụ thường mới kêu tất cả họ thiên á phải đọc kinh ngồi thiền thì mới thấy được, sư phụ mới biết được sư phụ là ai. Còn nếu mà không á là làm sao có huệ nhãn mà thấy. Huệ nhãn nó nằm trong cái định của mình á, cái mà chánh tư duy của mình á, gọi là cái thấy của thánh tiên phải cần có huệ nhãn. Cái thấy của Bồ Tát là pháp nhãn. Cái thấy của Như Lai là Phật nhãn. Cái thấy của cha là thiên nhãn. Cái thấy của hồ là thiên nhãn. Cho nên đó là những cái thấy đúng là mắt thôi. Còn nhục nhãn sao thấy? Mà bây giờ nhục nhãn quá trời nhiều, gắn tu lên mới thấy được những, mới hiểu được những gì Kiệt nói. Còn mà không có biết tu á, mà chạy theo thầy này thầy kia nhóm nhóm, là giống như chạy theo ca sĩ vậy, sẽ không thấy gì hết. Các lộ quả vị đạt được, về thứ nhất là nhập lưu tu đà quần, thứ hai là nhất giản lai tu đà hàm, thứ ba là bất lai ana hàm, thứ tư là a la hán, thứ năm là duyên giác gọi là Phật Bích Chi, thứ sáu Bồ Tát, thứ bảy là Như Lai chánh đẳng chánh giác. Đó là bảy quả vị. Trong thiên tâm sau này sẽ có một cái trường đại học sẽ dạy tất cả giữa đời và đạo. Người nào đời á, thì ít nhất cũng phải hiểu được giới luật của thiên tâm, ra làm lãnh đạo á, cũng không có ăn hối lộ tham nhũng nữa, bi chí dũng rồi yêu quốc gia thôi là đủ rồi. Thì cái giới số 1 á, là nhân lễ nghĩa chí tín á. Còn ai muốn tu mà lên cao nữa, ngồi thiền nhập định này nọ, thì ở trong đó sẽ có những vị thầy siêu nhiên dạy, cao siêu sẽ dạy. Mà muốn làm được cái trường đại học thiên tâm mà toàn thế giới sau này á, là phải cần có những người có gọi là huệ nhãn. Thì các con hỏi thiên hôm nay đầu tiên là mới có, chưa có một cái tổ chức gọi là quy mô hay là năng ngăn nắp. Cả quay phim này cũng là điện thoại quay, cũng không có ban bệ, cũng không có gì hết. Hiện bây giờ là gieo duyên theo dạng ai có phước, ai là người hiểu trước. Mỗi một ngày, mỗi một cái sự thay đổi sau này nó nhiều cái rất là hay. Bây giờ thì cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Mấy cái này xưa cũng có nói, tại làm cái clip này nói dễ hiểu luôn. Trí thức không bằng ý thức. Đó là tại sao những cái người trong năm loại, trong đó mấy anh kiến cận mình ngoài đó,
mở cái hộp cũng phải đọc bản chỉ dẫn á, instruction á. Trí thức không bằng ý thức, học thức không bằng nhận thức, những loại khó độ. Hình thức không bằng nội dung, tài năng không bằng cách sống. Có ba loại con người phẩm giá khác nhau, đó là con người cao hơn con người khác là ở chỗ nhẫn nại. Người biết nhẫn nại sẽ vượt qua hết tất cả những mọi thứ vướng mắc hay là bực bội phiền toái sân si trong đời, thì người đó là cao hơn rất là đông người. Nhưng mà nó có một loại người cao hơn nữa là được người ta quý mến, là người đó là người hiền, người thiện tâm, sẽ được nhiều người quý mến hơn. Thì người mà có nhẫn thông mà thiếu cái thiện thì cái cũng vẫn không bằng cái người mà thiện. Còn cái người mà cao nhất hơn trong ba loại người đó gọi là top level á, là ngộ. Ngộ cái nghĩa là biết được cái đời này là cái đời giả tạm vô thường, chúng ta chỉ là đến đây một cái chuyến đi du lịch rồi chúng ta phải đi về, chứ không phải chúng ta đến đây rồi chúng ta sẽ ở mãi cái nơi này. Ở ngoài kia núi Tu Vi nó có bốn châu, chúng ta là đang ở Nam Thiện Bộ Châu, ở trên kia có Bắc Cô Lô Châu, bên đông có Đông Thắng Thần Châu, bên tây có Tây Ngô Quá Châu. Thì nội một cái bốn hành tinh thôi anh, mà mình đi còn chưa tới nữa. Nga lo nó có giỏi cỡ nào cũng không có đi tới nỗi Bắc Cô Lô Châu nữa. Nó là nhỏ xíu thôi, mà ở trên bầu trời này là của Ngài Tứ Đại Thiên Dương là bốn gì ở ngoài đó. Một ngày ở trên Tứ Đại Thiên Dương thì bằng với thế gian mình 100 năm. Một ngày ở cõi của trên một cái cha mẹ đó là mấy trăm nghìn năm của thế gian. Cái hồi xuống đây có 3 ngày thôi, đầu thai hết tất cả những cái thành tinh khác, hôm nay lọt vô đây là kiếp cuối cùng. Tức là đi làm nhiệm vụ á, giống như một cái mission vậy em, cửa từ Waiheo rồi ghé xuống Seattle rồi ghé xuống Nam Cali rồi ở đây vậy đó, thì hôm nay là chạm cuối cùng, ghé vô Nam Thiện Bộ Châu rồi đi về luôn, để mà lập cái đạo ở Nam Thiện Bộ Châu này cho 3.000 năm thịnh vượng. Cùng song song có một vị rất là cao cho cái bài sấm cơ của cái ngày hôm nay: hồng tàn giữa mùa xuân. Hồng có nghĩa là tất cả hoa hồng, khăn hồng là tượng trưng mang dịch Đông Bắc Hồ, rồi khăn quàng đỏ rồi màu hồng, hồng quân rửa không. Một vị này cho cái bài này là hồng tàn giữa mùa xuân. Mùa xuân thì sao mà hoa hồng tàn được, nhưng mà nó sẽ tàn rồi từ từ nó héo. Bữa mấy vị kêu á là cái bài này đã áp dụng cách đây năm 2017, bữa giờ nó tàn rồi, nó héo héo nhưng mà nó cũng lâu rụng lắm, bữa nay bắt đầu rụng á. Mấy vị nói hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chuông mõ, cha con ôm mừng trước ngõ. Tức là sân tăng thứ nhất á sẽ đón sắp chiều chim hiền về, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xâm vầy, Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an bờ cõi gian sang an cư lần nghiệp. Cái bài rất là ngắn nhưng mà nó áp dụng vào thời này, về đồng thời vào cái thời hậu cộng sản. Nghĩa là dựng nhà trần nghiệp. Trần nghiệp không phải là người họ Trần, không phải là giống như ông Trần là bậc thánh minh chạy ra hải ngoại ẩn mình nơi nào mấy cái đó. Cái này nhà Trần á, là thời xưa á, thời Trần Nhân Tông, ngày Trần Đạo á,
là lúc đó ở trong nhà có chuyện, nhưng mà mấy vị không có chấp chuyện trong nhà, mà tất cả quên thù nhà mà lo chung và việc nước. Là ý là nói là sau này á, là mình không có hải ngoại hay là quốc nội, mình cũng không có cộng sản hay quốc gia, mình không có cờ ba que, cũng không có cờ đỏ sao vàng nữa, mà nó là một Việt Nam thống nhất vĩ đại, và 6 triệu người phải đoàn kết cùng với những cái người ở bển, rồi bắt đầu mới lấy mới tính lại với hải ngoại, với Liên Hiệp Quốc, với NATO, với thế giới, với nước Mỹ, là bằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái đó là lẽ nhất. Thì sau này được nhiều nước khác họ sẽ đến giúp đỡ, là nhờ cái lá cờ vàng ba sọc họ đỏ mà lẽ nhất, dễ phát triển nhất, vì nó có cái lịch sử sẵn rồi. Thì cái bài Hồng Tàn Giữa Mùa Xuân này á, là hôm nay sẽ áp dụng đúng. Nếu mà cách đây 3-4 năm trước ở bên Việt Nam mấy đại ca đó, trước khi giống như tình huống hôm nay xảy ra mỗi ngày á, càng nước Việt càng đi vào ngõ cụt, dịch từ từ sẽ đến điêu tàn. Tại vì mấy đại ca bển không có tin mấy bài sấm này. Lời của Phật nói thì không tin, nhưng mà lời của Mao, Bác Mao rồi hay Bác Hồ rồi nói thì họ tin. Trong khi mấy người đó là Atula đầu thai. Trong khi lời Phật với Atula ai cao hơn? Phật cao hơn đúng không? Cha là ông trời, cha cao nhất. Thì phải nghe lời Phật, nghe lời cha, không nên nghe lời Atula. Rồi từ đó Bác Hồ bắt đầu mới sanh ra ngã mạng, phải không? Bác Hồ làm cái bài thơ Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng. Tức là lúc đó Bác Hồ mình nói chuyện với Ngài Trận Đạo, chỉ vô tượng nói vậy đó. Mà trong khi người ta là thánh, Phật thánh, còn này mình là ma quỷ mà đi nói so mình ngang hàng với Phật thánh. Bác Hồ hỏn, Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng, cùng bậc mài râu cùng kiếm cung. Bác đuổi quân Nguyên Dung kiếm bạc, tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng. Cái này nói xạo, Bác Hồ làm gì đuổi giặc Pháp? Giặc Pháp là vào ngày Phan Bội Châu, những vị anh hùng khác, rồi trong đó có nhiều lắm, rồi nhà Nguyễn Thái Học, thế là đủ hết. Nhưng mà mấy nhỏ bển giờ nhồi sọ hết rồi. Bữa nay còn in hình tiền của Nguyễn Thị Sáu, nhỏ khùng vô thành tiền vàng nữa. Nhiều cái tức cười. Chuyện không có, nói láo ghét thành ra là tự mình tin là có luôn. Bác đuổi quân Nguyên Dung kiếm bạc, tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng. Bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dắt năm châu đến Đại Đồng. Hay quá, hay dắt năm châu đến Đại Đồng, mà hôm nay Việt Nam đi tới đâu á, đi đẻ giùm thôi. Bây giờ Đài Loan cũng đi đuổi về nữa, đừng nói dắt năm châu đến Đại Đồng. Mà cái bài này á, không có ai mà gan mà đi so sánh mà mình với Phật trời thần thánh á, kiểu này hỏn quá trời hỏn. Bởi vì mấy xuống địa ngục thằng 66, ổng là thằng 66 nha. Ông Diệm á là ở nhà thờ Phúc Cam Huế nha, còn ông Thiệu á thì đang là một ông thần nhỏ nhỏ ở Phan Rang. Ông Kỳ á là tái sanh lại đâu ở ngoài chỗ của ổng hồi xưa đó, là bây giờ thành đứa nít cỡ 1 tuổi hả gì, bữa không có nói á, clip cũ. Còn bác Bảo Đại mình á, vua Bảo Đại mình á là đang ở cái apartment bên Pháp. Mấy ông này á hiện bây giờ mấy cái vong linh của ổng á là thù biết là đang ở như vậy. Còn Bác Hồ á là đang ở dưới kia, mà bữa nay được thả ra khỏi chuồng cọp rồi. Tôi dắt năm châu đến Đại Đồng, bác có linh thiêng cười một tiếng, mừng tôi cách mạng sớm thành công. Bây giờ cách mạng nó đã thành công, đã hút luôn, mà dân tộc á lại đi thụt lùi lại 100 năm. Nước Việt là khôn nha,
Nếu mà nước Việt mình bình thường, phát triển bình thường đó, mình tệ nhất đó, là cũng có VSMC chứ không phải là TSMC của Đài Loan nữa. Là vì cái hãng chip đó, là Việt Nam mình dư sức có VSMC. Sư phụ sau này mà lập hãng chip đó, là đặt tên là VSMC, là Vietnamese Micron Semiconductor. Hiện bây giờ cả thế giới là nhờ cái thằng đó, cho nên Trung Cộng nó muốn lấy thằng đó. Còn kia là TSMC, là Taiwanese Micron Semiconductor, đã nói khách hàng với sư phụ mà. Vô lý, một cái đảo nhỏ xíu, không có một cái hệ thống, không phải là Hòn Ngọc Viễn Đông, mà hôm nay có cái hãng chip lớn vậy. Cho nên Việt Nam đi thụt lùi 100 năm. Thí dụ như mình trí thức giống như người Miên hay là Đại Khái người Lào đi, thì mình cũng không tức, toàn là nhân tài không à. Chất xám ngồi đây chọc chọc, toàn là chất xám không á. Vậy mà không có chân dụng. Gươm kia chống đất chỉ trời, bất kỳ sai phạm là liền chạm ngay. Câu này cũng hay. Cho nên Việt Nam á, chuyện không có, họ nói giết, họ xuyên tạc, rồi họ đi loan tin. Giống như Bác Hồ, nói Bác Hồ cầm cục gạch đỏ. Quý vị có nghĩ ai trên đời này da thịt cầm cục gạch đỏ không? Người còn nói Bác Hồ còn chinh, tới ngày chết còn chinh. Vậy Bác Năm Nước Mạnh là gì? Tức là cái gì nói, nhưng mà khổ hơn cái, bởi vì bữa hôm mấy vị mới kêu phụ nói á, con phải dạy họ đó là phải có chánh kiến, cái nghĩa là phải biết phân tách so sánh. Đạo thiên của mà họ thiên á, là phải có bi trí dũng, là phải có đầu óc phân tách rồi suy đoán, chứ không phải ai nói gì cũng tin á. Cả sư phụ nói mấy con cũng đừng tin liền, phải ngồi coi sư phụ tôi nói có lý hay không, thuộc cho luôn á. Còn những cái mà mấy con không có thấy được thì mình có nhiều cách kiểm chứng. Còn ở bên kia Việt Nam kiểu gì nó cũng nói được hết. Cho nên cuối cùng phải học cái này nè: đừng nói lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều, đừng nói nhiều với thằng ngu. bây giờ vô lên trên mạng 5 năm, mình biết dân mình nó bị nhồi sọ, nó là zombie. Cho nên họ thường nói là I am the legion á, tức là họ cứ nghĩ theo cái một câu phim I am the legion á, thằng Willie Smith á, thì họ cũng giống vậy. Họ là không có làm theo này, biết nó ngu cũng phải gắng nói khi nào khôn thôi. Chứ giờ nếu mà mình làm theo mấy cái câu này á là mình bỏ liều họ luôn, không được. Mấy cái tiếp tục nói, vẫn nói liều với thằng ngu. Giờ phải sửa lại câu này: đừng nói liều với thằng ngu. Còn này là nói nhiều với thằng ngu. Tâm của kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại, và luôn khép chặt vào cái khổ. Đó là những kẻ phàm phu thời nay nó quá trời luôn. Đồng lắm. Vì con người có cái xác phàm nên trước hết phải làm ăn kiếm tiền, lo gia đình, lo vợ con, lo chồng, lo cuộc sống, lo cái máy ấm, tổ ấm, cái nhà. Vì có người có linh hồn nên phải làm người. Tức là khi mình biết mình có linh hồn, mình phải làm người đàng hoàng, đúng không? Ít nhất cũng giữ giới. Sao hết, con người có thần thức. Chúng ta có thần thức không? Có, đúng không? Thần thức nó cũng cần phải lên lớp, phải có tiến bộ, nên phải làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát, làm Phật. Cái là cái cuối cùng Hùng muốn nói chỗ này. Chúng ta đều có cái thần thức, có nghĩa là có cái chân thần mẹ cho, có cái trí khôn cha cho. Thì chúng ta phải gán đọc kinh, ngồi thiền để mà chúng ta được thăng tiến.
chứ không phải mình biết mình có linh hồn, mình chỉ làm người bình thường. Mình người bình thường lỡ kiếp sau á mình bị nghiệp, mình không làm người bình thường mà làm người tật nguyền mình sao, hoặc là mình đầu thai vào những cái nước giống như bây giờ ở đầy biên giới của Mỹ với Mỹ nè, ngủ ngoài đó nắng mưa rồi bị mấy thằng băng đảng bắt cóc nữa, khổ lắm. Làm gì họ có, họ hiểu được những cái gì phụ nói, họ đâu có biết được đạo Phật đâu, họ đâu có kinh điển, nhưng mà họ cũng rất là tội nghiệp, họ cũng phải khấn mỗi tối, họ buồn buồn lắm, họ cũng phải cầu nguyện, cầu ai, cầu cha không à, thượng đế. Đa số họ đạo Công giáo đúng không, họ đi từ miền Nam Mỹ họ lên, cũng là có anh em của chúng ta đó, chúng ta cũng có thể đầu thai làm người của họ bất cứ lúc nào khi mà mất cái xác phàm này. Hôm nay người Việt Nam có phước đầu thai làm người Việt Nam, có hiệu vụ là con của cha xuống đây nói tiếng Việt, từ không biết nói lớp 4 dốt mà bữa nay biết cũng ok, tạm tạm được phải không, không có giỏi nghe, vẫn còn dở, nhưng mà cũng ít nhiều cũng biết là người Việt Nam có phước, phải biết cảm ơn mới đúng. Có nhiều người nói anh sao anh không giảng pháp giống như mấy thầy trên mạng rồi nè, A Di Đà Phật, tôi chưa từng có cơ hội được mặc áo vàng, chưa từng đi tu, mà nói là mình không phải là thầy tu rồi, cũng không phải thầy pháp, mình là người truyền tin thì phải làm đúng với tư cách người truyền tin để mình không có bị phạm thượng. Nhưng có một điều này họ không bao giờ họ ngờ, và tôi không có giảng kinh giỏi Lộ Lăng Nghiêm hay là Hoa Nghiêm, tôi nói pháp chứ không phải giảng pháp, nhưng mà cuộc đời tôi cuốn kinh là quý vị tự đọc. Tham sân si bỏ hết, tài danh sắc thực thì cũng thời đụng là quỷ sát luôn. Thì đó là một cuốn kinh sống đây nè. Nếu ai có hỏi cái đó thì phải ngồi nghiên cứu lại cái đó. Mình đã là cuốn kinh rồi, đọc hoài không hết, vậy mà còn kêu mình đi giảng kinh. Giảng kinh này giống cả triệu mấy ổng rồi, cần gì thêm một người nữa. Muốn thì để mai mốt, chưa đến lúc bây giờ. Bây giờ rồi làm gì cũng được nha, nhưng mà phải có lúc có giờ. Tôi là một cuốn kinh sống, các vị cứ tự nhiên từ từ đọc. Khi con người mà không còn tin cha tin mẹ, không còn tin một người tái sanh từ Do Thái, hôm nay tái sanh vô Việt Nam, họ không còn lòng tin nữa thì cái đạo nó suy đồi. Cũng giống như ngày xưa Đức Phật Thích Ca lập đạo bên Ấn Độ, vì thời đó có ba lý do làm cho Phật giáo Ấn Độ bị suy đồi: tăng ni không làm đúng như lời Phật dạy, ngoại đạo đánh phá, tức là lúc thời đó đạo Hindu họ đòi đạo Hồi giáo đánh phá, theo triết lý không theo tín ngưỡng, cứ nghe là đâu có ai mà thấy Phật thấy Chúa, người ta theo có lòng tin thì người ta mới tu được. Mà cái lòng khi mà mấy con tin cho phụ là người tái sanh, tin cha tin mẹ, chứ phụ gặp cha gặp mẹ thường mấy con không có thiên nhãn thông, không có nhĩ thông, không có cảm ứng thông, mấy con không có gặp, thì mấy con phải tin cho phụ, thì mấy con tự phải có cảm ứng. Những lúc mà mình tu tập mình có cảm ứng chút chút đúng không, còn kiểu sư phụ thì khỏi nói rồi, chứ là thiệt là thiệt, sư phụ nói một lời nào là thiệt, sư phụ đâu có cần phải đi nói mấy cái mà không có làm gì. Trên mạng này nó lưu truyền mấy cái video này rất là lâu á, nghìn năm. Vì có người, người theo cái triết lý, từ cái triết lý nó mới thành ra là bao nhiêu Phật tử tu gà gù gà gật, không có tin cha, không có tin thượng đế, không có tin Phật mẫu, không có tự đốt đuốc đi. Đạo Thiên Tâm là tự đốt đuốc đi, phải có bi chí dũng. Theo triết lý không theo tín ngưỡng. Tín ngưỡng là lòng tin tuyệt đối của mọi Phật tử, mọi con chiên, người đạo Hồi có lòng tin, không hẳn là cần đích thân mình phải trải qua chứng nghiệm. Còn nếu không, nếu như không chứng nghiệm được là không tin, thì coi như đã mất hết tất cả cuộc đời tu tập.
hiểu không? Cái đó là quan trọng. Bây giờ nếu mà mình giống như kiểu mấy nhà khoa học nữa, tôi không có tin anh là trên xuống, tôi cũng không có tin thượng đế, cho tôi thấy đi, cho tôi gặp ngài đi tôi mới tin. Nếu nói là vậy thì thôi, cả mất hết cả một đời tu tập bị đọa. Nhưng mà đa số thời nay ta đều đòi chứng nghiệm không à. không có ai mà không có chứng nghiệm không tin đó. Bởi vì đời sống chúng ta rất là bận rộn, xô bồ. Mỗi ngày á, tâm trí chúng ta mà không có cứng không vững á, mình gặp một người xấu á, mình có thể là mất mát rất là lớn. Mất tiền bạc là chuyện nhỏ nha, nhiều khi mất luôn cả linh hồn nữa, mất gia đình nữa. Thì mỗi ngày các đệ tử mà đọc kinh hay là vô bàn thờ, không có giờ đọc kinh, chỉ phần đốt cây nhang trước khi đi ra đường, lái xe đi đâu á cũng gán vô bàn thờ đốt cây nhang rồi hả đi. Rồi mình đi về mình cũng đốt cây nhang, mình chào cha mẹ, rồi mình nói thưa cha mẹ con đi chợ, thưa cha mẹ con đi một chút. Đại khái cứ ra vô đốt cây nhang, đốt ngày 3 lần cũng vậy. Rồi đừng quên câu khấn này nè: con nguyện mỗi ngày ra đường cho con gặp người tốt tới gần, người xấu tránh xa. Mỗi ngày mà các đệ tử họ thiên mà khấn câu này á, mấy vị sẽ nhất định sẽ động lòng, sẽ giúp. Tại vì mình cả đời mình gặp 10 người tốt mà mình gặp một người xấu thôi là đời mình tàn nữa con. Không có hiểu không? Cho nên rất là quan trọng gặp người xấu ngoài đường. Dụ đủ điều hết trơn. Rồi làm đủ mọi chuyện. Cho con gặp ra đường người tốt tới gần, người xấu tránh xa, gặp thiện chí thức. Trên thế gian này một người thành công lỗi lạc trong đời, nếu thứ nhất cái quy tắc đầu tiên phải đi tìm một người gọi là thiện chí thức thông minh, tại vì họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm, họ sẽ chỉ một cái, còn hơn là cái mình dùng đầu óc của mình suy nghĩ hoài không ra. Những người làm ăn cũng vậy. Đó là tại sao bữa có thằng mà PhD á, mà đến để mà nó xin advice, xin sư phụ chỉ nó. Sư phụ chỉ một cái nó sáng mắt lên liền á. Dễ làm liền á. Kia mở ra cái agent đi. Đó là quan trọng. Để mình mà mình muốn làm cái gì khác hơn cái nghề của mình phải có một người rất là giỏi về đời chỉ mình cái, biết cái đó là thắng hay bại liền. Còn mình mà đù đù mà ra mình bỏ 30.000, 50.000 mình cứ làm xong luôn. Giả sử như mấy đứa bình thường mới ở Mỹ 3 năm hay là quá lâu cũng vậy, mở tiệm nail, hỏi sư phụ, sư cũng biết chỗ nào đắt chỗ nào không đắt. Mình nói giả sử nha, đi xuống Auckland mở tiệm nail đi, Mỹ Đen nó vô nó thưa con tối ngày đó, thủ nó nô liền, không có cho làm đó. Thủ biết hết, ở đây lực lệ thủ biết, nó thích thưa mình lắm, kiểu nào cũng thưa. Vô giả bộ nó vũa mạnh nó thưa, đẹp nó không có trả tiền nó cũng thưa. Hà ra phi trường mở vậy á, mà mấy con chưa để duyên ngày nào cũng làm đẹp. Phi trường sông băng á, hà con mở ra con đắt. Hay xuống Las Casas, hay là xuống Foloto mà phía bên West đó nghe, đừng bên East nha, nó có hai khu. Trời, mấy con muốn làm gì hỏi cho bộ chỉ hết. Ví dụ mua nhà, mấy con đâu cần phải đi xa tới bên Houston hay là Dallas để nhà rẻ. Mình có thể vô gần đây Roosevelt 2 tiếng, hay là Patterson hay Tracy vòng vòng đây thiếu gì. Cũng giờ San Jose được vậy, có 1 tiếng mấy hả? Mà ở đây Providence, Cali rẻ hơn Houston biết nhiêu. Mà mình lợi cái là lời khí hậu này nghe. Mình lợi cái là mình có cái Thiên Long Sơn đây nữa nghe.
Nó nhiều chuyện lời lắm. Ở Cali á, nó có núi, có sông, có biển, có tuyết, nó có ba bốn thứ đó. Còn đi mua nhà bất cứ đâu phải coi chỗ nào có bốn thứ này. Hộ đây cũng có nữa, năm thứ luôn. À, những tiểu bang nó không có năm thứ đó đó. Chỗ nào có hộ sông mà sông nước ngọt nha, Sacramento của mình nè, phụ trà chạy tàu lên hoài nước ngọt tắm đùng đùng luôn á. À, có lên đến kia ngoài cái vịnh á, lên sông Pablo, lên tới Pittsburgh, tới Antioch á, là nước ngọt rồi. Rồi có sông tuyết. Ở đây mình lên Lake Tahoe bao lâu? Có 3 tiếng à, 3 tiếng rưỡi đúng không? Tới Lake Tahoe có tuyết rồi. À, chưa tính là mình có Reno nữa, 4 tiếng không? Nguyên cái casino khổng lồ ấy, mà đừng đánh bài nha. Lên nó vui chơi ăn uống thôi. Rồi mình có biển. Đây mới bữa hộ chở đi mấy nhỏ đi biển, đi 17 mai á. Đây lái còn 1 tiếng 35 phút. Rồi mình đậu xe ở đây, mấy đứa nhỏ chơi với cát. Xe van mà kiểu RV hộ á, mới từng rồi hộ đi. À, thì gì cũng có hết, không cần đi xa. Còn đi mấy thành phố khác là không có mấy cái này. Ví dụ như mình đi New York đi. New York chưa chắc nó có sông, mà tao không biết bên đó làm sao. Cái miền Nam Cali đi. Miền Nam Cali á, nó đâu có nó có núi, nhưng mà không phải núi như mình, núi mình có cây đồ nữa. Rồi miền Nam Cali á, là ở Orange OC á, là chỗ lý là Sài Gòn á, là họ đâu có sông, có cái biển không à, chứ tạo con chạy ở biển nó nguy hiểm lắm. Còn này mình có cái San Francisco Bay không, mình chạy trong nó không có sóng lớn, còn qua khỏi cầu Golden Gate sóng ghê lắm, chạy lên chút á, là nó là sông Sacramento á, cái river á, nó sẽ chạy lên tuốt trên Oregon nữa, mấy tàu buôn nó đi được cái đường sông. Hộ đi hoài mấy đường đó. Hồi nãy mình nguyện ra đường gặp người tốt tới gần, người xấu tránh xa quá không? Để mà mình nguyện đời đời kiếp kiếp không gặp bàn môn tả đạo. À, cái đó cũng phải thời tin nữa, nhưng mà cái đó là lâu thời được. Còn mỗi ngày á, là con phải gặp người phải không? Thì phải gặp người tốt, đừng gặp người xấu là quan trọng. Tại cái lời mình khấn á, nó sẽ đi theo mình một ngày, và đồng thời tự nhắc nhở mình luôn nữa. Linh hồn bất tử, thức nghiệp nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Cái tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa sẽ về làm thần hoặc thánh, tâm khởi yếu hèn thì nhập cảnh người. Hiền mà yếu hèn á, tức là không có trí không có dũng á, cũng chả là làm người phàm lại. Tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh địa ngục đối khác, tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Tất cả đều là luân hồi trong lục đạo. Đó là tại sao á, thấy á, ngay lúc này sư phụ thường nhắc á nha, mình đừng có trọng tiền của. Có nhiều người lớn nhiều hơn tiền mình, nhưng mà họ không có mấy cái như kiểu của mình sinh hoạt như vậy, họ không có hiểu về đạo lý, họ không có hiểu cái thần thức của họ sẽ đi về đâu, mục đích của mình là cái linh hồn mình đi về đâu, đúng không? Chúng ta là họ thiên là như vậy. Còn ngoài kia đó, họ muốn biết là tối nay họ đi tiệc chỗ nào, họ ăn cái gì, rồi họ giàu có, rồi tiền của họ đưa cho đứa con nào ngoan, rồi để phát triển cái sự nghiệp. Mà lúc đó bây giờ là 80 tuổi mà vẫn còn tính như vậy. Đa số mấy người giàu chứ, làm chợ, làm seafood hay là mấy người giàu, thì con nghĩ có phải là họ quá nghèo hơn mấy con không? Nhìn bề ngoài mình nãy giờ mình ăn hai trái bắp mình cũng thấy ngon, còn họ hả,
họ chỉ cần ăn mặc sang trọng vô nhà hàng là chưa chắc là họ dám ăn đồ ngon, là tự ăn đồ ngon, đồ mỡ dầu là bệnh nữa, cholesterol nữa. Cho nên chúng ta là tỷ tỷ phú thì chúng ta biết được đạo, biết được chuyện gì chúng ta đang làm cái gì rất là rõ ràng luôn, trắng như bàn tay, đúng không? Về cha mẹ không có lẩm cẩm, không có lòng vòng như thế này. Bởi vì tại sao sư phụ bảo đảm con họ Thiên là về được là vậy? Đây có cái cách của sư phụ dạy rất là thực tế và thẳng luôn, chứ không có phải là nói lòng vòng như kiểu mấy ông thầy trên mạng để làm Phật tử, để kéo một đống đông để mà bỏ tiền vô một cái chuyến đi của mình, không giống như là đi show vậy đó, giống như Thiên Nghe hay là một ca sĩ đi show chỗ này chỗ kia để mà nó gom cái quỹ cho đông vậy đó. Mình không có như vậy. Một lời sư phụ nói một đứa này hiểu, nó nói là 10 đứa cũng giống nhau. Cho nên khi mà mình khởi tâm mỗi ngày như cái gì á, là phải nghe cái khúc này á, nãy nghe rồi phải không? Mỗi ngày mình cứ khởi tâm vui vẻ là đơn giản thôi, vừa vui thế gian vừa được về trời. Đó là tại sao mình vừa có ca, mình vừa có ăn, mình vừa có đi hiking á, là vui. Còn á, mỗi ngày mặc mấy con mà chầm dầm thôi là biết mình đi về đâu rồi đó. Đi về đâu? À, đi xuống. Tại vì đi chầm dầm là sân si, đúng không? Đó là tại sao ngày nào sư phụ cũng dạy mấy đệ tử gán cười là vậy. Rồi thí dụ như hai ba ngày mình không có hoạt động cơ thể á, nó cũng làm mình hơi bực bực á, mình gán đi bộ, ăn cơm xong đi bộ mấy tiếng trên treadmill, còn là chờ chủ nhật ngày mai có đi bộ phải không? À, cứ gom nguyên đám vậy đó, đi nguyên băng luôn, lần này dù vẫn tuốt trên đỉnh. Tức là họ ta là phải vui, vui mới về trời được. Chứ giờ con đọc kinh mà đọc một cái sự không vui, nó không có thấm vô đâu, không như là con két ngậm ăn ớt à, đọc vậy thôi à, khác nhau à. Con vật nào mạnh hơn trong cơ thể mình? Đó là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu con thú: con cá sấu, con cọp, con chó sói, con rắn, con đại bàng, con khỉ. Nghĩa là mỗi một ngày á, mình phải phấn đấu với sáu cái căn của mình. Thì coi con nào mạnh thì con đó nó sẽ làm chủ được tình hình, phải không? Còn mà muốn hạ gục mà sáu con xấu, là sáu con quái thú này á, là chúng ta phải ngồi thiền để cột nó lại. Chỉ có ngồi thiền mình mới cột được sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình ví giống như là sáu con thú vậy đó: cá sấu, con cọp, con chó, sói, con rắn, con đại bàng, con khỉ. Mỗi con bay mỗi hướng. Thì mấy con phải ngồi thiền. Chỉ ngồi thiền thì mình mới dằn nó xuống. Cho nên đó là tại sao vòng vòng thì nói cuối cùng cũng phải ngồi thiền. Thiên tâm chính là ngồi thiền, đọc kinh nữa, cả hai song song. Cọp thêm cánh. Còn nãy sư phụ nói vấn đề mà giàu nghèo á, con người của mình á, nó có những cái thứ này, mà chỉ cần ai mà có một trong những thứ này á là sẽ giàu. Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là số, thứ ba là đức, thứ tư là phong thủy, thứ năm là học vấn. Ai mà có năm thứ này sẽ giàu. Phong thủy là dạng giống như hồi xưa Chu Nguyên Chương á, mà cổng mẹ giác xác mẹ đi chôn á, mà ngay cái nguyệt rồng gì đó, ổng có làm vua thôi. Thì phong thủy là nói về phong thủy như vậy, chứ không phải mình nói phong thủy như kiểu hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc nha. Nhưng mà con người cái mệnh, nhất mệnh, cái chân mệnh, chân mệnh là đi theo cái chân mệnh, ai cũng biết chân mệnh này đó. Số thì theo cái nghiệp tốt của mình, hồi những cái tiền kiếp mình tích lũy, thì hôm nay cái số mình được hưởng cái sự giàu sang đó, giống như chim chỉ Bill Gates hôm nay là giàu, là cái đó, tiền kiếp có làm phước. Đức độ thì ai có đức thì người đó được hưởng
giàu sang, phong thủy, học vấn. Học vấn là giống như những người PhD, tiến sĩ, những nhà lỗi lạc, nhà bác học rồi đó, thì họ cũng có thể giàu, nhưng mà vẫn là đứng hàng cuối cùng của con người chúng ta. Cái đầu tiên vẫn là mệnh và số. Người mà chỉ cần có một cái trí khôn căn bản thôi, bình thường thôi, người có trí tuệ là phải sợ mệnh trời. Nghĩa là dầu cho mình cố gắng nào, cái mệnh của mình mà yếu hay là xấu thì nó cũng không có thay đổi được. Phải biết cái đó, mệnh trời. Và người mà có trí tuệ, có trí khôn phải sợ đại nhân. Đại nhân là giống như thủ tướng, giống như giờ bác Trọng hay là bác Tô Lâm vậy đó. Tại mấy ông bắt mình lúc nào cũng được. Bác Trọng rồi đó. Là người có chứ không, phải sợ mấy đại nhân. Mấy đó gọi là đại nhân. Quan quyền đồ không, chức tước. Muốn tới gõ cửa là bắt thôi. Nhưng mà đầu tiên mình phải sợ cái mệnh của mình, mệnh xấu á. Kế tiếp là mình sợ những lời của thánh nhân nói. Người có khôn á, phải sợ lời thánh nhân nói. Tại lời thánh nhân nói là có, nhưng mà thời nay có cái này hơi khó, người ta không có sợ. Tại thánh nhân nói trước khi nó xảy ra, mà có xảy ra rồi á, họ cũng lơ à, họ không có biết sợ nữa. Bây giờ giống như họ bị khổ quá, họ sống một cái xã hội toàn là bề ngoài không. Bây giờ họ không có sợ lời của thánh nhân nữa, họ cái đó bỏ tài. Này của Thí Kiều nè, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đạo Thiên Tâm ra đời là do người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cướp, lễ là không tà dâm, trí là không uống rượu, tính là không vọng ngữ, mới có nguyên tính. Người mình say xỉn là mình đâu còn lý trí, còn mình tài dâm thì mình lấy chồng lấy vợ ta rồi đâu còn lấy nghĩa nữa, còn đi ăn trộm ăn cướp người ta đâu còn anh hùng đạo nghĩa nữa. Cho nên chữ nghĩa không có đi chung trộm cướp, còn nhân cách thì không có còn đi giết thú ăn thịt sống. Còn bác Hồ có cái giới luật gọi là tam vô: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Đó là lý do tại sao 100 triệu dân thời nay là họ không có nghe lời của thánh nhân nói là gì. Là vì họ đã có được cái triết lý rất là cao siêu, đó là triết lý tam vô của các Marx Lenin, là vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc. Họ không có theo tổ quốc, họ cũng không có theo tôn giáo nữa, họ không có tin vào thần thánh, không có gia đình, cho nên mới có chuyện người cài cá ruộng. Đất lành khởi phát Tây Phương, điềm rồng giới đục là tường vua sinh, ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào, phá đồng mới chịu ngôi cao. Bây giờ thiên hạ rủ nhau tìm về, cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam, sắm trang trình. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cào chọc thầy chùa để râu, cuộc đời ai dễ biết đâu. Yêu tinh đặng thế bóp đầu thần tiên, chừng nào đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho.
Chừng nào chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ dòng thánh khí thoát dòng phàm luân. Thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ dòng thánh khí thoát dòng phàm nhân. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Kim quang tụ đỉnh viên tròn, dân du khắp chốn độ người thế gian. Chừng nào địa ngục thiên đàng, người khôn quá dại, kẻ khờ thành khôn. Giờ đa số á, mấy người khôn á, thì họ nghĩ là họ khôn, họ không có tin về tâm linh, không tin thần thánh. Nhưng mà thật sự là họ vô minh, họ ngu. Còn những người giống như đệ tử này á, tự nhiên á, mua cái vé đi qua đây, không đâu. Từ Úc qua đây, họ còn đứng quay quay nó câm. Từ Úc qua đây là vì sao? Là vì có lòng tin, cuối cùng thành khôn. Bữa nay phụ nó nhận làm đệ tử, được về trời. Đó là vậy, bởi vì câu này mấy em này thánh nhân nói là chúng người khôn quá dại, kẻ khờ thành khôn là vậy. Còn Việt Nam ai cũng khôn hết trơn, đa số. Sắp đến lúc trời gầm chuyển, nhân vật thai non biển cũng dời. Thay người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào đất bỏ thân ngay. Minh Dương nước mắt chứa trang này thật của sư dạy bán khoai, đọc sư dạy bán khoai chiều rồi đọc lẹ lẹ cho nó hết bài này, nó thành cái clip chứ ngồi giảng phải có giờ, tự nhiên ngẫu hứng giờ làm cái clip tối nay upload này luôn cho rồi. Minh Dương nước mắt chứa trang, cúi đầu lại Phật, mình vàng Thích Ca, chứ Phật xem thấy lụy xa, cảm thương Nam Quốc con xa cha rồi. Nói cùng Minh Đế thương ơi, thất thập niên mới lập đời như xưa, Minh Dương nước mắt như mưa, cảm thương Lê Thứ thuế xu nặng nề, chờ cho Nam Quốc phục hồi. Lao đao khổ hải chiến tranh bốn bề, thương thai trần hạ ủ ê. Biết làm sao đặng phủ về Lê Dân, Như Lai lời mới tỏ phân, muốn cho bá tánh dạng dân tu trì. Thời là phải cậy người đi, rao truyền bá tánh điều gì thiện nhân, cứ lo những việc hảo hiền. Bán giữ mua lành tai họa khỏi mang, Minh Dương nghe Phật dạy tròn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cậy ai, Như Lai Phật Tổ Thích Ca, ngự tại non đài đồi Phật Quan Âm, truyền cho đạo sĩ chư tăng giả người dương thế, giáo khuyên cõi trần Quan Âm đạo sĩ giả rân. À, nãy giờ bao lâu rồi nghe nghe. Dạ 1 tiếng 15 phút. Ờ vậy cũng được rồi. Thôi giờ tạm bye bye nha, rồi để mới mốt làm tiếp tục cái clip này còn dài lắm, mấy cái bài phải rảnh soạn. Ok rồi, thành cái clip. Rồi có gì hẹn clip kế tiếp nha, bye bye.